Rồi, chào các bác nhé. Thì đây, hàng hôm nay đã về. Hàng rất là đẹp. MT3 áo C42. Có cần thì nóc sang C32 cũng được, tháo này ra. Đó, hàng còn rất là mới. Các cái kén các còn nguyên kẹn. Trời ơi, nó như là mới tinh luôn này. Cái vết mài nó vẫn còn nguyên si. Chưa tì vết nhé. Đó. Cất cánh cho các bác coi nhé. Đó. Thì cái doa này là doa lỗ 18. Đây, phim 18 nhé. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ. Hàng rất là đẹp. Con này là siêu nứt. Có cái vỏ hộp nó để ngoài hơi oxy hóa thôi, chứ còn bên trong là như mới tinh nhé. Đó, rất tuyệt vời. Đầy đủ cô led cho anh em sử dụng. Và cần cây ti giữ này, để bung ra này. Cô led này. Tám, 10, 12, 16. 12, 14 chứ. 14. Đó. Thiếu mất cái 16 rồi, hay không có. Còn đầy đủ đồ nhá. Đây cả dao đi theo này. Đó, tem bảo hành này, tem của nó này. Zin Nhật nhá, Japan 100%. Có cái hộp này thì nó sẽ hơi oxy hóa tí thì để lắng mưa. Nhưng bên trong rất là tuyệt vời nhá. Siêu phẩm. Nó là siêu phẩm chứ không phải là gì nữa đâu. Gần như đẹp nhất. Đó, nhìn đã không? Con này phi 80. Phi này nó 80 sao đấy. Quẹt thì tối đa có thể là anh em nối cần này vào đây quẹt thế là 300 nhé. Tay ngang này siết vô đây thì có thể quẹt đến 300 bắt đường kính nhé. Đó. Bán kính như 100 khoảng 150 ra 300. Đó thì cây nối rất là đẹp như mới luôn. Nói chung là đầy đủ khóa và tê chặn. Con này là nó mới xài siêu nứt sơ qua thôi, mới ấy chưa dùng bao nhiêu thời gian. Đó, các cái ốc các thứ vẫn còn mỡ bỏ luôn này. Đó. Nói chung là chưa có gì hết đây. Vẫn mới bóc ra xài có lần hai lần thôi. Đó. Nên là anh em cần thì nhanh tay liên hệ nhé, qua số điện thoại 0989 821011 tại vòng xoay có 11 Biên Hòa Đồng Nai. Thì anh em nào đam mê đầu đẹp thì liên hệ. Đó, bộ này rất là đẹp như mới tinh luôn. Chưa bao giờ gặp cái bộ nó đẹp.